Kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Cần Thơ tổ chức hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Để thực hiện tốt hợp luyện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Quý viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo đề nghị đối với khung tập. Các đồng chí tham gia luyện tập phải nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, cần nắm chắc nội dung phương pháp diễn tập, trình tự các cuộc họp, tra soát lại nội dung văn kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho diễn tập. Quá trình chuẩn bị và luyện tập phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm theo chức trách nhiệm vụ được giao. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ cho công tác chuẩn bị văn kiện, luyện tập và thực hành diễn tập. Trên tinh thần nghiêm túc thực hiện chặt chẽ chỉ thị của Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ Thành ủy về diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 với sự chuẩn bị khẩn trương nghiêm túc từ xây dựng văn bản đến các loại văn kiện diễn tập xây dựng các công trình chiến đấu căn cứ chiến đấu giả định cơ quan bộ phận lực lượng đã tiến hành các bước các khâu đúng tiến độ kế hoạch đi ra thể hiện tinh thần trách nhiệm cao quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Hôm qua, đoàn giám sát theo quyết định số 09 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Cần Thơ do Thiếu tướng Nguyễn Giang Thuận, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn về việc thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn đã ban hành chương trình thực hiện các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện. Quỹ ban nhân dân quận ban hành 24 văn bản chỉ đạo thực hiện, Diễn triển khai thực hiện với nhiều hình thức lòng ghép thông qua các cuộc họp hội nghị, hệ thống truyền thanh về mạng xã hội, đi trên 1.850 cuộc với trên 31.450 lượt người dự. Đảng quỹ Công an quận thực hiện tuyên truyền 654 cuộc với hơn 16.300 lượt cán bộ đảng viên và nhân dân tham dự. Từ năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, quận quỹ Hồng Môn chưa phát hiện vụ việc sai phạm nào về tham nhũng. Thiếu tướng Nguyễn Giang Thuận, Quỹ chuyên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Bí thư và chương trình số 14 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các dự án hình sự về tham nhũng kinh tế của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn và lưu ý địa phương cần tăng cường hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp quỹ cơ quan đơn vị biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chỉ thị số 04 của ban bí thư khuyến khích trong nhân dân phản ánh kịp thời và báo tin đến cơ quan có thẩm quyền trong phòng chống các loại tội phạm tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu được tầm quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí Quyền Quỹ tới Lai tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ quyền mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, và đề ra chương trình công tác quý tư năm 2023. 9 tháng qua, huyện Quỹ Thế Lai đã tổ chức 14 điểm cầu kết nối trực tuyến hội nghị giới thiệu tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xây dựng và thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, kết nạp 61 đảng viên đạt gần 51% kế hoạch trao 25 quy hiệu đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng. Hiện quyện có 10 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cấp. Năm 2023 tiến hành thực hiện thêm 5 sản phẩm. Xây dựng gần 7 km tuyến đường 2 m, triển khai xây dựng gần 15 km lộ giao thông nông thôn 4 m, đạt gần 128% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay đã giới thiệu việc làm cho 3.129 lao động và 100 người đi xuất khẩu lao động. Đăng ký 18 công trình và 13 hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đến nay, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 87% dân số. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục các tồn tại hạn chế để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác quý tư năm nay. Dịp này, quyền tới lai trao quy hiệu 30-45 năm tuổi đảng cho 9 đồng chí cao niên tuổi đảng. Mới đây trong chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, đoàn công tác văn phòng Trung ương Đảng do ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đến thăm và tham quan hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cùng Sơn ở phường Bổ Nghĩa, quận Bình Thủy. Tại đây các thành viên trong đoàn đã được nghe giới thiệu về các loài cá nước ngọt, việc bảo tồn các loài cá quý hiếm trên sông Mê Công, trải nghiệm massage cá, xem cá lóc bay, cá trê dừa cạn, cá lóc bú bình, trải nghiệm và thưởng thức các loại bánh dân gian, nghe đờn ca tài tử và xem ếch làm xiếc. Các thành viên trong đoàn rất ấn tượng và thích thú với các sản phẩm du lịch tại Cồn Sơn. Nông dân làm du lịch dựa trên tài nguyên sẵn có rồi sáng tạo xây dựng thành sản phẩm. Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn có 13 thành viên tham gia thực hiện đa dạng nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp như nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn trái, gắn với phát triển du lịch. Hiện mỗi ngày hợp tác xã thu hút được khoảng 400 khách tham quan bè cá, truyền thứ Bảy và Chủ nhật khoảng 700-800 khách, còn lượng khách tham quan Cồn Sơn khoảng 1.000-1.200 khách một ngày. Lãnh đạo huyện Phong Điền vừa đến thăm hỏi tham quan tại Ngày hội Du lịch Sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 10 năm 2023. Ngày hội được tổ chức tại quảng trường huyện Phong Điền với nhiều hoạt động như khảo sát các điểm đến sản phẩm du lịch mới trên địa bàn huyện, hội thi mô hình không gian tiểu cảnh và trưng bày bán trái cây, hội thi bánh dân gian về trưng bày món ăn ngon Phong Điền, các gian hàng xúc tiến quảng bá du lịch, hội trợ thương mại với 150 gian hàng, tọa đàm sản xuất nông nghiệp an toàn thực phẩm phát triển du lịch sinh thái giao lưu và biểu diễn đơn ca tài tử các chương trình văn nghệ trò chơi dân gian không gian thư pháp đưa võ composite sang giao dịch việc làm dân dân Thưa quý vị, cứ mỗi độ Trung Thu về, trẻ em cả nước lại rất kháo hức mong đợi được đón Tết Trung Thu, ngày Tết của Thiếu Nhi. Và đây cũng là dịp để người lớn thể hiện dành tình yêu thương với trẻ em. Với suy nghĩ vì cái tết thiếu nhi ngập tràn tiếng cười, niềm vui cho các em, nhiều cách làm, hoạt động ý nghĩa đã được Thành đoàn Cần Thơ tổ chức. Mới đây tại quận Ninh Kiều, lễ hội Trung Thu dựng trang cổ tích được tổ chức trong không khí vui tươi ấm áp. Mở đầu lễ hội bằng các hoạt động hoạt náo của các bạn đoàn viên thanh niên khi làm các bong bóng tạo hình, giao lưu với chị Hằng, chú Cùi, các trò chơi có thưởng cùng các tiết mục văn nghệ về Trung Thu. Bên cạnh đó, quận đoàn Ninh Kiều cùng Ủy ban Mời trận Tôn quốc quận đã tặng 230 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhằm mang đến cho các em một cái Tết Trung Thu trọn vẹn với tình yêu thương của cả cộng đồng, xã hội. Em tham gia những cái hoạt động là xem chú hề tạo hình bóng bóng, xem chú cụ nhảy múa với chị Hằng và nhận quà. Em cảm thấy rất là vui và phấn khích. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho các bé được vui chơi. Các bé được vui chơi trong ngày Trung Thu thì tôi cảm nhận rằng là À, bé nào cũng rất thích và rất muốn được tổ chức mãi như cái ngày này, năm nào cũng như mấy Với các em thiếu nhi trên địa bàn quận Ô Môn, Tết Trung Thu năm nay thật ý nghĩa. Các em được nhà trường tổ chức thi làm lồng đèn, giao lưu các chương trình văn nghệ ở các khối lớp. Cùng với đó, quận đoàn Ô Môn, các đơn vị trực thuộc cùng tổ chức lễ hội Trung Thu cho các em. Tại đây, các em được xem múa lân và nhận hàng ngàn suất quà tặng, bình quân mỗi suất trị giá khoảng 100.000 đồng. Nhà trường đã làm rất nhiều cái công việc để có thể là hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì vận động trong tập thể cán bộ giáo viên rồi Mạnh thường quân, rồi địa phương để vận động chăm lo cho các em là những cái lồng đèn và những cái phần quà bánh đầy ý nghĩa. Con rất là vui khi được khi được nhận được phần quà này. Con đã thấy được sự quan tâm của mọi người đối với con quy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động chăm lo cho các em. Đặc biệt thì năm nay Hội Sinh Viên Thành Phố cũng chỉ đạo Hội Sinh Viên các trường để vận động làm lồng đèn. À, đến nay thì cũng có 2.000 lồng đèn cũng đã được chuyển tải đến các bạn thiếu nhi trong cả thành phố. Các cấp bộ đoàn, các cấp bộ đội cũng đã vận động được hơn 88.000 xuất quà và tổng trị giá là hơn 1,7 tỷ đồng. Với sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành, cấp bộ đoàn và các địa phương trong thành phố. Tết Trung Thu năm nay, các em nhỏ, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, dù đón Tết Trung Thu thật đầm ấm, tràn đầy niềm vui. Nhân dịp Tết Trung Thu, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Dần Trăng Yêu Thương cho các em thiếu nhi. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong những năm qua, đảng quỹ, lãnh đạo công an thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên di động là con của cán bộ chiến sĩ và các cháu được công an thành phố nhận bảo trợ trong mô hình tình thương cho em hậu Covid, chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Các cháu luôn có nhiều cố gắng tiến bộ trong học tập và rèn luyện, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, làm nhiều việc tốt trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ. Đặc biệt nhiều cháu mặc dù có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn luôn nỗ lực vượt khó, giữ vững thành tích học tập giỏi và làm nhiều việc tốt trong đó nhiều cháu đã trưởng thành, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình vào công tác trong lực lượng công an nhân dân. Nhân dịp này, công an thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.480 phần quà và 71 suất học bổng với tổng trị giá 250 triệu đồng cho con các bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong học tập và trẻ em được bảo trợ trong mô hình tình thương cho em hậu Covid, chương trình mẹ đỡ đầu. Cũng dịp này, lãnh đạo quận Điên Kiều đến thăm và trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tại buổi đi đến, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Điên Kiều, ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập, chúc và trao quà Trung thu gồm kẹo, bánh Trung thu, lồng đèn và tiền mặt 500.000 đồng cho các em thiếu nhi. Cùng thời gian này, Liên đoàn Lao động quận Điên Kiều cũng tổ chức đoàn đến chúc và trao quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận đoàn ân cần thăm hỏi động viên tinh thần, chúc và trao quà trung thu cho các em. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm bánh trung thu lòng đèn 20 quyển thập và một phần sữa gia -cun. Quỹ ban nhân dân xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền cũng vừa phối hợp với Cần Thơ Eco Resort, tổ chức đêm hội trăng rằm cho trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Với chủ đề Tết Trung Thu năm 2023 là lòng đèn thắp sáng ước mơ. Các em ngoài được sinh hoạt vui chơi xem múa hát, cùng ăn bánh trung thu, ban tổ chức còn trao tặng hàng trăm chiếc lồng đèn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân xã còn trao tặng 100 phần quà trung thu cho các em học sinh, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con công đoàn viên trên địa bàn xã. Các phần quà cho Quỹ ban Nhân dân xã vận động từ các nhà hảo tâm tài trợ. Đoàn khoa điều dưỡng trường Đại học Tây Đô vừa phối hợp với Quỹ ban Nhân dân và Đoàn Phường Hương Phú, quận Cây Răng, tổ chức Tết Trung Thu và tặng quà cho gần 180 cháu thiếu niên di động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Tại đây, sau có tiết mục văn nghệ do các anh chị đoàn khoa điều dưỡng trường đại học Tây Đô biểu diễn, các em còn được lãnh đạo của ban nhân dân phường đọc thư chúc Tết Trung Thu của Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tham gia các trò chơi đố vui có thưởng, tạo không khí vui Trung Thu năm 2023, thực sự vui nhộn và hào hứng. Tối ngày 27 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Hòa hảo Medic Cần Thơ cũng tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho 165 trẻ em là con em của cán bộ công nhân viên đơn vị. Đến nghiên cứu đại diện quận đoàn Ninh Kiều, hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn bệnh viện cung cấp về phụ huynh. Tại chương trình các em thiếu nhi đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi hấp dẫn, tham gia các trò chơi và được tặng quà trung thu. Tạo nên bầu không khí đầm ấm vui tươi trong ngày hội trăng rằm, giúp các em có thời gian vui chơi thư giãn, thể hiện năng khiếu bản thân và có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực học tập thật tốt ở năm học mới. Sáng nay, đoàn trường tiểu học, trường học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Hòa Bình cũng tổ chức vui trung thu cho các em thiếu nhi, điểm lớp học tình thương thuộc tu viện dòng chúa quan phòng. 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi đây được các anh chị trường tiểu học, trường học cơ sở và trường học phổ thông quốc tế Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động trò chơi, hát, múa, tập thể và tặng quà, lồng đèn trung thu. Được nghe lãnh đạo nhà trường chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi, đón mùa trung thu vui tươi đầm ấm. Được biết, trong dịp Tết Trung Thu năm nay, đoàn trường tiểu học, trường học cơ sở và trường học phổ thông quốc tế Hòa Bình tổ chức thăm tặng 130 phần quà tại trường Tương Lai, điểm lớp học tình thương, tặng học bổng tại quận Cái Răng và TV với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng. Thưa quý vị, Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập quấn bộ dưỡng kiến thức chuyên môn cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên môn bóng rổ năm 2023. Tham dự lớp tập quấn có trên 80 học viên là hướng dẫn viên, huấn luyện viên, công tác viên môn bóng rổ của chính quân quyền và giáo viên giáo dục thể chất thể thao của các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là một trong ba môn thể thao sau bóng chuyền, bóng xiên lớp tập quấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời nâng cao kiến thức cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao cho công chức viên chức, công tác viên thể dục thể thao đang công tác tại xã thị trấn quận huyện và giáo viên giáo dục thể chất thể thao trong trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.